đến hạn vì nó vừa tập thể. Điều mà chỉ biết thôi chỉ sẽ phải rồi điều gì. Không chỉ chúng ta được nhờ rất nhiều việc. Trong đây thì không có áp lực. Nhưng phải có điều lực. Đó chính là cái gì đấy chắc chỉ quyết định không được giải đặt. Nếu như giải đặt thì trong cái gì thì cái gì không phải là